Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện, motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái cầu chạy xăng và điện. Hoặc chính xác hơn là giới thiệu đến các bạn cái hộp số xăng và điện để cho các bạn thay thế vào cái cầu mà các bạn đang lắp cầu xăng, thì các bạn có thể chuyển đổi thành cầu điện. Đấy. Và đây chính là cái hộp số như mình đã giới thiệu. Đây là hộp số xăng và điện. Hộp số này thì có cái cần kéo để chuyển đổi giữa xăng và điện. Thì các bạn muốn bình thường không kéo, không tác động thì là nó chạy điện. Đây. Đấy. Và khi các bạn chạy thì đây là cầu các đăng. Đối với những các bạn là đang có cái cầu các đăng này rồi thì các bạn chỉ cần mua cái hộp số này là được thôi. Trên thị trường hiện nay thì nó cũng có một số cái dòng gọi là hybrid, tức là giữa xăng và điện ấy. Trên thị trường hiện nay thì có một số cái dòng cầu cũng chạy động cơ hybrid này, thì nó có dòng động cơ xăng liền động cơ điện. Và loại thứ hai là loại mình đang bán đây, là hộp số liền động cơ điện. Thì mình bán hàng thì như mình đánh giá thì cái loại này là nó dễ sử dụng hơn và nó tiện lợi hơn. Ví dụ như các bạn dùng cái cầu xăng không thì các bạn cũng có thể bỏ cái động cơ điện ra cũng được, không ảnh hưởng gì. Đấy. Còn nếu các bạn dùng điện không thì các bạn có thể bỏ cái xăng ra ngoài. Tuy nhiên thì đối với cái dòng mà động cơ xăng liền động cơ điện thì khi các bạn không dùng động cơ xăng thì các bạn vẫn phải lắp cái động cơ đấy vào, không tháo ra được. Bởi vì là cái động cơ và hộp số nó liền trong máy. Và cái dở của nó tiếp theo đó là khi cái động cơ xăng nó có trục trặc cái vấn đề gì ấy, thì cái phần động cơ điện ấy, nó cũng bị ảnh hưởng theo. Vì vậy thì mình mua cái loại, bán cái loại này cho nó riêng biệt và không ông nào phụ thuộc vào ông nào nhiều quá. Vì vậy là tiếp theo nữa thì cái hộp số này nó cũng có hai loại. Một loại là sử dụng động cơ nhỏ. Động cơ nhỏ là cái loại động cơ trục nó dài ra chứ không phải cái trục ngắn như thế này. Trục nó dài ra mà có 16 răng ấy. Thì cái dòng đấy thì động cơ đấy thì nó chỉ phù hợp với lại xe chơi loại nhỏ thôi. Chứ lực kéo của nó thì yếu. Thì mình đã chọn lựa cái loại hộp số này, nó to hơn, dùng động cơ lớn. Động cơ này rất to, nó có những con lên tới 3000W cơ. Đấy, nó rất là lớn và nó khỏe. Tiếp theo nữa thì để cho các bạn biết là những cái cầu nào có thể phù hợp thì mình sẽ đưa cho các bạn kích thước. Ví dụ như các bạn đếm trên cái mặt bích này cho mình là nó có 8 con ốc. Đấy, thì đầu tiên là 8 con ốc. Thứ hai nữa là tim của 8 con ốc này đo là 17mm cho mình. Đấy, nếu mà các cái kích thước này đạt là ok. Cái này là 8 này. Đấy. 8 con ốc này. Có nhiều hộp số nó bị vướng thì nó có thể bỏ hai con này thì nó sẽ là còn 6. Tuy nhiên thì để nó khoan đều như thế này thì các bạn đếm trên vị trí nó là 8 vị trí bắt ốc. Thứ hai nữa là tim của cái con ốc này các bạn cứ đo nó là 17mm thì nó sẽ, cái hộp số này thì sẽ có thể bắt vừa. Thì cái hộp số xăng điện của mình là có thể bắt vừa. Có nghĩa là cái cầu của bạn đang là cái cầu xăng thớt đơn thuần này thì các bạn có thể tháo ra và lắp thêm cái hộp số này vào. Cái cách tháo lắp của cái cầu này thì nó cũng tùy theo từng cầu. Tuy nhiên thì đối với cái cầu này thì các bạn đầu tiên là tháo cái tăng bua ra, nhấc tăng bua ra. Đấy. Sau đó các bạn tháo 4 cái con ốc mặt bích này ra. Đó. Sau đó các bạn
kéo cái búa và bốn con ốc này, giật trục cho nó rút cái vòng, tụt cái vòng bi này ra ngoài nó như thế này. Cái vòng bi này nó sẽ đóng vào cái cổ này đây đấy. Đấy thì cách thức lắp đặt nó là như vậy. Và tỷ số truyền thì tiếp theo đến là một cái kích thước nữa. Đây cái kích thước chiều cao của cái tim vòng bi này. Thì các bạn cứ đo cho mình từ cái phần trên này xuống cái ngấn này. Nếu mà nó đạt kích thước là đây, kích thước của nó khoảng 4 cm đấy, 38 mm gì đấy, 38 39 mm gì đấy. Là được. Đây, kích thước của nó là 4 này. Khoảng 39 mm. Kích thước từ cái mặt bích này xuống cái độ tim của cái trục cái đăng mà cắm vào cái hộp số này là bằng đấy là được. Là 44 cm là ok, là các bạn có thể lắp vừa. Tiếp theo thì về cái tỷ số truyền của thằng này thì cái hộp số nguyên bản của nó và cái hộp số này là như nhau thôi. Tỷ số truyền nó rơi vào khoảng 13-37. Đấy, cái bánh răng này nó cũng 13-37 này. Đấy. Thì đây là tổng thể một cái bộ như thế này. Một hộp số như thế này sẽ đi kèm một bộ dây cần nữa. Các bạn có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ 0983 818 955. Còn các bạn nào có yêu cầu mua cả cây cầu này thì các bạn cũng cứ đặt vấn đề, bên mình sẽ tính toán giá thành. Cầu này bên mình có chiều dài nhất là 1m1 chưa tính bánh và ngắn nhất là 80 cm. Đấy, mét mốt nó bánh lên thành mét hai. Thì các bạn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn xem video thì nhớ bấm chuông đăng ký. Nhớ bấm các bạn xem video thì nhớ bật chuông thông báo, nhấn đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo khi có video mới lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.